Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao, và mình là Tuấn Nam Định. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đưa đến cho anh em một cái chủ đề mà anh em vô cùng là quan tâm, mặc dù đã trôi qua rất nhiều ngày tháng rồi, và mình thấy là cũng có rất nhiều những kênh bóng bàn khác hướng dẫn, bởi vì đây là kỹ thuật mà ai cũng gặp khó khăn hết, nhất là những người mới chơi. Đó là kỹ thuật giật bóng đối với bóng xoáy xuống. Và khi người ta gò sang và mình thực hiện kỹ thuật giật là đa phần là các anh em gặp khó khăn rất là nhiều. Và hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách làm sao để tập luyện kỹ thuật này một cách tốt nhất và nhanh nhất. Thực tế thì khi bắt đầu cầm vợt để tập bóng bàn thì tất nhiên 100% mọi người đều tập xoáy lên hết. Và vì thế nên là khi mà tập đến kỹ thuật giật xoáy lên ấy, là mọi người đã khuôn tay rồi, tay đã khá là khuôn. Giật xoáy lên thì bao giờ cũng vậy, là mình sẽ có xu hướng là giật tiến từ sau về trước nhiều hơn. Đó, tiến từ sau về phía trước. Đó, đó là lý do mà khi mà anh em giật xoáy xuống ấy thì sẽ dễ bị vào lưới. Bởi vì xoay xuống nó sẽ làm cho mình có xu hướng bị giật vào lưới. Cái điểm này là điểm khác biệt cơ bản để xoáy lên và xoáy xuống. Và điểm khác biệt giữa hai kỹ thuật này đó là mình phải luôn luôn tìm cách để kéo quả bóng lên trên. Nhưng mà tại sao anh em lại tự hỏi rằng tại sao cái quả này nặng thế nhỉ, quả bóng này nặng thế rồi, quả bóng này không kéo lên được rồi, bây giờ người ta xiến nặng lắm rồi, xoáy lắm giật không lên. Đa phần là người thiếu bằng cách của người giật vào lưới đó. Thực ra anh em chỉ cần gọi là thay đổi quan điểm một chút xíu thôi. Đó, đây là quả bóng, không phải là quả tạ, đúng không? Không nói đến việc là mình có kéo nổi của bóng qua lưới hay không. Đó, mình có thể làm được hơn thế, đúng không? Anh em có thể kéo nó lên trời, thậm chí là anh em kéo nó lên trần nhà cũng được. Thế tại sao mọi người lại cứ nghĩ rằng là bóng nặng thế và không kéo được lên khỏi lưới? Bởi vì sao? Bởi vì là mọi người bị ảnh hưởng bởi cái kỹ thuật giật bóng xoáy lên quá nhiều. Sinh ra là cái đường lia vợt của mọi người lúc nào cũng là đường lia vợt từ sau ra trước. Đó, và nhiều người thậm chí là còn cố định, mặc định trong đầu là cái kỹ thuật giật ấy, kể cả lên hay xuống hay như nào nữa thì cái điểm kết thúc của nó cũng phải là ở bên đôi mắt trái và ở phía trước như này. Thực ra đó là một cái điểm nó không được chuẩn xác cho lắm anh em ạ. Đối với những pha bóng mà bóng xoay xuống nặng ấy, thì thực ra không có quy chuẩn cố định về cái đường lia vợt nó phải như thế nào đâu, mà phải căn cứ vào cái độ xoáy của bóng như thế nào để mình có cái đường lia vợt tốt. Nếu anh em xem những cái trận đấu của Jose Huk là vận động viên cắt người Hàn Quốc ấy, đánh với lại kể cả là Su Shin, kể cả như Giang Di Cơ đánh rất là nhiều, thì anh em thấy là rất nhiều những quả pha bóng ấy, nó nặng đến mức mà các vận động viên thế giới mà người ta giật vợt ra sau gáy như này, họ giật thế này. Đấy, thậm chí là vận động viên đỉnh cao của Việt Nam vô địch SEA Games của mình là Hoàng Mắc chẳng hạn. Anh em thấy là kể cả trong trận đấu bình thường rất nhiều quả Hoàng Mắc giật như thế này. Bởi vì kéo như thế này thì mới đủ lực lên được. Đấy, chứ không phải là nhất định quả nào cũng phải kết thúc ở đôi mắt trái như này đâu. Chính là cái tư duy như này. Đấy, cái cách nhìn về bóng bàn như thế này, và nhất là anh em có thể là theo dõi những cái kênh bóng bàn nó hơi thiên về lý thuyết nhiều quá. Đấy, thì là mọi người bị cố định trong đầu là cái đường lia vợt nó phải như thế. Nhưng mà nếu mà lia như này ấy, mà lực không đủ là dễ vào lưới ngay. Nên là anh em phải có cái sự thay đổi về tư duy một chút xíu. Đó, mình góc độ nhìn quả bóng mình thay đổi một chút xíu thôi thì nó rất là dễ. Đấy, như tôi vừa làm đấy, em có thể kéo lên trời, thậm chí kéo lên trần nhà đều được cơ mà. Và cái cách tập luyện đầu tiên của cái giật tập bóng xoay xuống này, để anh em thay đổi góc độ nhìn về quả bóng một chút xíu, anh em chưa cần phải làm động tác giật tiếp gì đâu. Anh em cứ mạnh dạn làm sao mở cái vợt ra, sau đó làm sao để gạt quả bóng lên qua được lưới là được. Bắt đầu nhá. Anh em để ý này, đấy, nếu như mà động tác kỹ thuật của mình cứ từ sau ra trước thì nó sẽ thành như này. Em thấy không? Nó sẽ như thế. Và cái điểm cơ bản của chúng ta bây giờ, chúng ta chưa cần phải kéo lên đâu. Đầu tiên phải cảm nhận cái góc độ bản vợt, cảm nhận quỹ đạo làm sao để bóng nó cao hơn lưới đã. Đấy, chứ không phải là vươn giật vào lưới nhá. Đó, anh em thấy không? Rất đơn giản đúng không? Hất qua lưới đơn giản, hất lên trời còn đơn giản hơn. Đó, không cần thiết là phải băm bổ để mà giật vào lưới đâu. Nó dần dần, khi mà chúng ta cảm nhận được góc độ mặt vợt để quả bóng nó cao hơn lưới được rồi, thì dần dần chúng ta sẽ tăng lực lên và dựng mặt vợt và úp dần về phía trước, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ cảm nhận được là cái lực như thế nào và ứng với cái góc độ như thế nào nhé.
nhẹ này, đó, mạnh hơn một tí này, mạnh hơn một tí thì dựng vật lên, đó, mạnh hơn nữa thì chúng ta dựng vật được nữa. Đấy, chúng ta sẽ thay đổi góc độ, sẽ úp dần về phía trước và lực nó tăng dần lên. Dần dần thì chúng ta sẽ có cảm giác được là chúng ta đang giật bóng hơi xuống như thế nào. Đó, anh em thấy không? Nó rất là dễ dàng thôi, chứ không phải là nhất quyết là mình cứ phải băm bổ mình giật đâu. Phải dần dần, từng bước một thì mình sẽ cảm nhận được rõ ràng quả bóng hơn. Bất cứ kỹ thuật nào cũng đều có cái cách tập luyện làm sao cho hiệu quả nhất. Và anh em muốn biết thì Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em dần dần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Chúc mọi người thành công.